Lọ, sứ, nhốt, dòng. Tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Mấy hôm nay, nhà chú Thanh ở làng Nam Đông đang nhờ người về nạo vét cái ao tù ở bên cạnh nhà để thả cá. Cái ao này chú đã bỏ hoang lâu lắm rồi. Từ khi cha chú mất đến nay đã 5 năm, chú chưa thả một con cá nào vào đó. Dạo này thấy mấy người trong xã nuôi cá làm kinh tế, nên chú cũng muốn thả vài con cá kiếm chút tiền. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên vét rửa lại cái ao. Anh em họ hàng đến giúp đỡ chú cũng có mấy người. Cái ao cũng khá là rộng. Lâu ngày không đụng tới cho nên nước tù và nước bùn động rất nhiều. Tới trưa, mọi người lên bờ nghỉ ngơi để chiều làm tiếp. Đột nhiên, một người em họ chú Thanh ở ngoài hiên nhà chạy hất hải vô nói. Anh Thanh ơi, ra ngoài ao mà xem đi. Ngoài ao có cái chuyện gì đó lạ lắm anh ơi. Chú Thanh chạy ra ngoài ao thì thấy phía dưới ao cách đó một đoạn có một cái thứ nước màu đỏ đang ùn ùn lên loang lổ ra, nhìn kinh dị vô cùng. Mấy người ở trong nhà cũng chạy ra xem. Có người nói, ui, chắc là đào phải cái chỗ sắc mục lâu năm nên bây giờ nó đùng lên thôi chứ có gì đâu. Cái ao này cũ lắm rồi, chứ có phải bây giờ mới đào đâu mà lo. Vô nghỉ ngơi đi, chiều làm tiếp. Tới chiều, khi mọi người ra để vét ao tiếp tục, thì cái đám nước màu đỏ kia không thấy đâu cả. Người em họ đang vét mấy cái xô bùn gần ngay cái nơi phát hiện ra chấm đỏ hồi sáng. Bỗng tay cậu đụng phải một vật thể lạ. Cậu móc lên thì thấy đó là một cái lọ sứ có hình trái bầu. Bên trên thì nhỏ, bên dưới thì phình ra to. Nhìn vào bên trong thì bùn đất nhét đầy miệng bình. Đứa em kêu lên. Anh Thanh ơi, coi em đào được cái gì nè. Họ nghĩ là trước đây chắc ai làm rớt xuống, nên cũng không quan tâm lắm. Người em nghe thấy vậy, liền đưa cho chú Thanh. Chú thấy không quan trọng, liền ném nó lên bờ. Cái bình sứ bể toang ra. Phía trên miệng, có một cái nút bịch bằng gỗ lâu ngày nó thụt vào, nên mọi người nhìn không thấy. Sau khi cái bình sứ bị bể, thì lộ ra bên trong có một nắm đất bột màu đen, cũng không ai chú ý đến cái chuyện này. Hai ngày sau, thì công việc vét ao cũng hoàn thành. Bây giờ chỉ cần để cho nước trong lại, rồi bỏ vôi và muối xuống ngâm thêm ít hôm nữa là có thể thả cá được. Gần một tuần sau, khi cái ao được làm sạch, nhà người em họ của chú Thanh có cho vợ chồng chú 20 con vịt đang đẻ trứng. Vì là bầy vịt đẻ nên rất cần nước, chú Thanh làm một cái mái che ở ngoài bờ ao cho đám vịt tự do bơi lội ở ngoài đó. Vậy mà mấy hôm nay, trứng vịt đẻ ra chưa kịp lấy thì đều biến mất một cách kỳ lạ. Mỗi khi ra tìm thì chỉ còn lại vỏ trứng mà thôi. Cô vợ của chú Thanh liền thắc mắc. Anh à, anh xem bầy vịt kia nó đẻ rồi mà sao bữa giờ em tìm không có ra cái trứng nào hết cả. Chỗ bọn nó nằm toàn là vỏ trứng không à. Hay có con kia kia nó ra nó ăn không anh? Chú đi ra ngoài bờ ao xem. Cái đám vỏ trứng còn rất mới, nhưng đều bị dở dụng hết. Sau khi xem xét lại hàng rào, thì chú mới nói. Hàng rào không có bị rách. Cái con kia kia làm sao mà chui vô được. Chắc chắn hay là chuột nó ăn hết rồi. Mai mà nó đẻ thì em ra lấy luôn vô nha. Tối đến khi mọi thứ chìm vào im lặng, ngoài bờ ao bỗng xuất hiện một người nằm dài ở trên bờ. Đây là một đứa bé ăn mặc rách rưới, nó đang bò về phía bầy vịt nằm ở trên bờ. Bầy vịt thấy vậy, liền kêu ầm lên. Đứa bé kia nhìn thấy trứng ở trên bờ, liền lụm lấy bỏ vào trong miệng mà húp rồi nhả vỏ ra. Trong nhà con Kiki phát hiện, liền sủa ầm lên. Chú Thanh nghe chó sủa nên đi ra xem. Phía ngoài ao vịt kêu ầm ĩ. Cầm cái cây đèn pin chạy ra, cái bóng đứa trẻ trong chuồng vịt liền biến mất.
bầy dịch cũng im lặng không kêu nữa. Sáng hôm sau, cô Hiền ra lấy trứng thì không có cái nào. Chú Thành nói để tối nay ra rình thử xem sao. Hôm nay, hai vợ chồng chú có việc nên đi ra thị trấn một buổi, để hai đứa con ở nhà chơi với nhau. Trước khi đi, chú dặn hai anh em nó không được ra ngoài ao chơi. Thằng lớn tên là Thái, 8 tuổi. Con em gái tên Hạnh lên 5 tuổi. Thằng anh thì coi đứa em. Buổi trưa đang ngồi trên hiên nhà thì đột nhiên con em gái chỉ tay ra chỗ bờ ao. Anh Thái ơi, ngoài bờ ao có đứa nào nó đang nhìn em kìa anh ơi. Thằng Thái nhìn theo hướng tay của đứa em chỉ, nhưng không có ai. Nó gõ đầu con em một cái. Tào lao à, làm gì có ai ngoài đó đâu. Thôi đi vô nhà ngủ trưa đi. Con bé nó cãi lại. Có mà, nó mặc quần áo rách rưới đang nhìn em kìa. Thằng Thái không thèm nhìn, kéo tay con em vào trong nhà đi ngủ. Tới tối, vợ chồng chú Thanh về, con em nói cái chuyện lúc trưa cho hai người nghe. Chú Thái nói, chắc con nhà ai nhảy vào đó đó, lần sau con thấy thì đuổi nó ra cho bố nghe chưa. Đừng để cho nó tắm ao nhà mình, lỡ nó chết đuối thì khổ lắm đó, mà con cũng không có được ra đó, nghe chưa. Tối chú Thanh ngồi ở trước hiên hút thuốc, con chó nằm ngay bên cạnh đột nhiên sủa ầm hết lên. Mắt nó nhìn chòng chọc hướng ra ngoài cái ao. Chú Thanh nghĩ có ai đó ở ngoài ao nên cái con kia nó mới sủa như vậy. Chú đứng dậy quát. Đứa nào ngoài đó? Đứa nào trình ở ngoài đó? Đáp lại, không con chó ai. Vẫn cứ sủa lên bên chân. Chú Thanh vào trong nhà lấy cái đèn pin đi ra. Cô vợ thấy liền hỏi. Ủa, đêm rồi anh tính đi đâu mà cầm theo đèn pin vậy? À, anh nghe con Kiki nó cứ sủa hoài ở ngoài ao đó em à. Để anh ra đó coi xem có chuyện gì. Máy này cứ lạ lạ sao đó. Anh có cảm giác như có người rình mò nhà mình á thì phải. Chú nói xong thì đi ra ngoài. Con Kiki thấy vậy cũng chạy theo. Đi đến chỗ hàng rào, chú lia đèn pin quanh ao xem có ai không. Bất chợt, có một bóng người chạy vút qua ở phía bên kia chuồng vịt. Chú Thanh thấy vậy, liền quát lên. Đứa nào đó? Đứa nào mà giờ này còn ở nhà tao hả? Đứng lại coi! Con Kiki cũng sủa ầm lên. Chú Thanh nhảy vào trong bờ ao, rồi đuổi theo cái bóng vừa mới chạy qua. Tuy nhiên, khi chú chạy tới nơi, thì không còn thấy bóng dáng ai nữa. Trước mặt chú là một bụi tre gai rậm rạp. Cho dù là con gà cũng khó mà chui lọt vào trong này, nói chi là người. Chú Thanh lẩm bẩm. Lạ thiệt, chạy đi đâu mà nhanh vậy ta? Soi đèn xung quanh không thấy nên chú định quay lại. Con chó ở dưới chân nãy giờ không còn sủa mà tự nhiên đuôi nó cụp lại giống như đang sợ cái thứ gì đó. Cô Hiền thấy chú trở vào liền hỏi. Ủa, ngoài đó có ai không mà lâu vậy anh? Chú Thanh lắc lắc đầu. Không có gì đâu em à. Thôi, ngủ đi. Gần sáng hôm đó, bầy dịch nhà chú Thanh kêu ầm ầm lên. Chú đang ngủ, thì bị cô Hiền gọi dậy. Anh ơi, dịch ngoài ao nó kêu quá à. Hay là có trộm? Chú Thanh lắng tai nghe. Tiếng dịch kêu rất lớn. Chú ngồi bật dậy. Còn Kiki sao không có sủa vậy cả? Nếu có người vào thì nó sủa ngay mà. Thôi, để anh ra coi sao cái đã. Đêm nay bị gì đó không biết nữa. Cô vợ thấy không có yên tâm, nên cũng ngồi dậy đi theo chồng. Hai vợ chồng vừa ra đến chỗ cửa căn nhà bếp, thì nhìn thấy con Kiki nó nằm đó. Khắp người nó bê bết máu, bụng có một đường rạch lớn, nội tạng lòi hết ra bên ngoài. Cô Hiền thấy vậy, theo phản xạ úp mặt vào lưng chồng kêu réo lên. Trời ơi, anh ơi, con kia nó làm sao vậy nè? Chú Thanh cúi xuống lật xác con chó lên. Phía dưới bụng của nó bị toạc ra, thịt bị rách nham nhở. Dấu vết không phải là dùng dao, đây giống như vết móng cào vậy. Chú lẩm bẩm. Em coi nè, hình như con gì cào chết nó đó em à. Cô Hiền hé mắt ra nhìn,
Nhưng chị mới liếc qua thì cô sợ quá nên dùng hai tay che mặt lại. Con gì mà cào được con chó lớn vậy chứ? Hay nó chạy ra đường bị xe tung? Tung cho loài ruột như vậy, người còn chết tại chỗ nói gì chó? Tiếng bầy dịch không còn kêu nữa. Chú Thanh cầm xác con chó lên. Thôi, đi ra ao xem bầy dịch sao cái đã. Cái xác này bỏ ngoài ao đi, sáng dậy đào cái lỗ chôn cho nó. Hai vợ chồng đi lại chỗ cái mái che cho dịch. Bên trong bầy dịch 20 con thì chỉ còn mấy con là còn sống. Mấy con khác đều nằm chết ở trên đất, máu nhuộm be bét. Chú Thanh tức quá, nhảy vào trong lụm dịch lên xem rồi nói. Trời là trời, con nào cũng bị nó xé toạc cổ ra như vậy, làm sao mà không chết chứ? Cái thứ quỷ gì mà ác vậy không biết nữa. Cô Hiền cũng vào đến nơi, nhìn thấy 20 con dịch bây giờ chết gần hết, hai vợ chồng xót lắm. Chú Thanh gom mấy con dịch chết lại một đống, đợi sáng dậy rồi tính tiếp. Hai vợ chồng quay vào nhà mà trong lòng buồn bực không thôi. Vừa tờ mờ sáng chú Thanh đã dậy, chú cầm theo cái cuốc ra ngoài ao, định đào cái hố để chôn con chó chết. Nhưng khi đến nơi thì không thấy cái xác con chó đâu cả. Trên đất cũng không có một dấu vết gì để lại. Chú quay qua coi lại tìm xem có con gì nó tha đi không. Mà tìm hoài không thấy, chú đi đến chỗ mấy con dịch chết, càng làm cho chú kinh ngạc hơn. Đám dịch mới chết cách đây mấy tiếng mà xác đã bốc mùi thối kinh khủng, rồi bỏ bu kín, không khác gì xác đã chết mấy ngày. Không còn cách nào khác, chú Thanh cắn răng đào một cái hố to ở gần đó rồi gạt mấy con dịch xuống, sau đó lấp lại. Vừa vào trong sân thì thấy cô Hiền hỏi: anh chôn hết chưa? Để sót bữa sau nó thối lắm đó. Rồi rồi, anh chôn hết mấy con dịch rồi. Chỉ có xác con chó là không thấy đâu cả. Không biết có con gì nó tha đi không nữa. Mà kể cũng lạ, mấy con dịch chết hồi tối bây giờ nó thối in giống như là chết mấy ngày vậy đó. Hôm nay chú Thanh mua 10 cân cá về thả ở trong hồ. Nhìn thấy mấy con dịch còn lại mà đau lòng không thôi. Tối hôm đó đã khuya rồi mà chú Thanh chưa có ngủ được. Sự việc dịch chết, chó chết, nó cứ lẩn quẩn ở trong đầu của chú không thôi. Đột nhiên, chú nghe thấy tiếng đá rơi ở trong sân như có ai ném vô vậy. Ngồi một lúc mà nghe 5-6 tiếng. Chú nhìn lại giường, thấy cô Hiền đã ngủ nên chú không đánh thức cô nữa. Chú cầm cái cây đèn pin đi lại chỗ cửa, ghé mắt nhìn ra bên ngoài qua cái lỗ nhỏ trên cửa. Trong sân vẫn vang lên tiếng ném đá đều đều. Chú Thanh mở cửa rồi đi ra ngoài, cầm lấy cây đèn pin soi một vòng. Chú thấy có cái bóng vụt qua sân rồi chạy ra ngoài bờ ao. Lần này chú hét lên: Đứa nào dám phá nhà ông hả? Hôm nay để xem mày chạy đằng nào. Ông mà bắt được thì đánh cho gãy tay mày đó. Nói rồi chú cầm cây gậy dừng ở trước cửa, chạy theo cái bóng ra bờ ao. Khi chú vừa ra tới nơi thì thấy một đứa bé đang cúi mặt nhìn xuống cái hồ cách chuồng dịch không xa. Nó ngồi quay lưng về phía chú. Chú đi đến đứng cách đó một đoạn, đưa cây gậy về phía đứa bé rồi quát: mày là con cái nhà ai mà bây giờ này còn vào nhà tao phá hả? Quay mặt lại để tao coi. Đứa bé kia không nói gì. Bỗng nhiên cái cổ của nó cử động lúc lắc. Sau đó nó chợt quay ngoắt cái cổ lại giống như dặn một vòng tròn vậy. Kèm theo một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên bên tai của chú Thanh: người cút khỏi nơi này là mày mới đúng đó. Mày phá nhà tao chứ tao không có phá nhà của mày. Đền nhà cho tao đi, để tao xem coi tay mày cứng không mà đòi dặn tay tao. Chú Thanh nhìn thấy nó quay cái cổ như vậy thì sợ hết hồn. Cây gậy ở trên tay liền rớt xuống đất. Nó quay cái cổ như... Cùng lúc đó, cây đèn pin chợt tắt, mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Chú lấy tay vỗ vỗ mấy cái vào cái đèn pin. Khi ánh đèn vừa sáng lên, thì chú đã thấy thằng bé kia đứng trước mặt chỉ cách vài bước chân. Gương mặt của nó đen nhẻm dơ giấy, quần áo thì rách nát. Đặc biệt là đôi mắt của nó đỏ rực như hai cục lửa. Nó nhìn chú Thanh cười lên thách thức.
dưới này lạnh lắm, xuống đây chơi với tao cho vui đi. Lần này chú Thanh không còn can đảm nữa, chú hét lên. Quỷ, có quỷ, có quỷ. Toàn quay người chạy đi, thì chân của chú dấp phải cái thứ gì đó, ngã úp mặt xuống đất. Chú lồm cồm bò dậy, thì đứa bé kia đã cưỡi lên lưng của chú. Nó cầm lấy hai cánh tay, giật ra phía sau một cái rắc. Chú Thành đau quá, định hét lên, thì một cục đất tổng thẳng vào trong miệng. Đứa bé nó ghé sát bộ mặt khủng khiếp của nó vào tai của chú. Ở lại chơi với tao đi, tao ở dưới có một mình, lạnh lắm. Chú Thành cố gắng dùng dậy, nhưng không tài nào thoát được. Rồi chân chú bị đứa bé kia kéo lôi đi sình sịch ở trên bờ ao. Nó ném mạnh chú xuống cái ao một cái ùm. Chú Thanh dùng dãy định trồi lên thì đứa bé xuất hiện ngay phía sau. Đã xuống thì ở đây với tao đi. Rồi nó nắm đầu chú nhấn xuống nước, mặc cho chú Thanh dùng dãy nhưng không tài nào thoát ra khỏi đôi tay nhỏ bé đó. Chú dần dần đuối sức, bụng đã uống nước khá nhiều. Sau cùng chú không còn chống cự được nữa, ý thức dần mất đi, đầu của chú chìm xuống nước. Sau đó đứa bé cũng biến mất, chỉ để lại một giọng cười vô cùng mang rợ vang lên trong đêm vắng. Gần sáng cô Hiền tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy chồng đâu, cô khẽ gọi: Anh Thanh ơi, anh Thanh. Gọi liền hai tiếng không thấy chồng trả lời, cô đi vào phòng hai đứa con xem chú có ở bên đó không, nhưng bên trong cũng không thấy. Tới cửa chính thì thấy một bên đã mở toang, cô liền ra ngoài sân gọi tiếp: Anh Thanh ơi, anh Thanh. Không có tiếng đáp lại. Cô sợ có chuyện gì nên đi vào nhà lấy thêm một cây đèn pin nữa, rồi ra ngoài soi khắp giường. Không thấy tâm tích chú Thanh, cô lo lắng, vừa đi vừa gọi tên chú. Chợt ở trên cây nhãn cuối giường có tiếng con gì đó nó kêu ré lên, khiến cho cô giật mình, làm rơi luôn cái cây đèn pin xuống đất. Sau khi làm rớt cây đèn xuống đất, cô Hiền sợ quá, vội lùm lên rồi chạy nhanh vào trong nhà đóng cửa lại. Trong lòng của cô lo lắng cho chú, nhưng gọi mãi không thấy, chắc chú đi đâu rồi. Trời cũng gần sáng, cô ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm ra cửa, mong ngóng chú Thanh về. Nhưng khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, trời dần sáng, cũng không thấy tăm hơi của chú đâu. Cô Hiền bật dậy, mở toang cửa ra. Cô chạy qua nhà có mấy người họ hàng quanh đó, xem chú có qua đó hay không. Nhưng tìm hết một lượt, không thấy chồng ở đâu. Cô quay về nhà, lúc này mấy người anh em cũng qua tới. Làng này cũng không có đông lắm, chỉ khoảng 40 hộ dân là cùng. Đất ở quê thì rộng thênh thang, nhà này cách nhà kia bằng một mảnh vườn rộng lớn hoặc bằng những cái ao nuôi cá. Em trai của chú Thanh là Thức đi vào nhà hỏi cô Hiền: Chị tìm kỹ ngoài vườn chưa? Cô Hiền gật đầu: Trong nhà này chị tìm kỹ lắm rồi, ngoài vườn cũng đi một vòng rồi chú à, không thấy tâm hơi anh đâu hết á. Họ hàng kéo đến rất đông, mọi người cũng chia nhau đi tìm một vòng quanh khu vườn rộng lớn. Đột nhiên có người hét lên: Ngoài này có chiếc dép nè. Những người trong nhà chạy ùa ra, người vừa nói là em họ của cô Hiền. Chú đang đứng ở trên bờ ao nhìn xuống dưới, đợi mọi người chạy đến, chú chỉ tay xuống ao: Kia kìa, có chiếc dép kia kìa, chị xem có phải là dép của anh Thanh không? Cô Hiền chỉ cần liếc qua thì nhận ra đó là dép của anh Thanh. Đúng rồi, đúng là dép của anh Thanh rồi. Cô Hiền vừa xác nhận xong thì có 4-5 người đàn ông lao mình từ ở trên bờ xuống ao. Họ ngụp lặn một vòng ở dưới ao. Hàng xóm nghe tin cũng chạy đến rất đông. Liên tiếp có người nhảy từ ở trên bờ xuống hỗ trợ. Hơn 10 người ở dưới ao. Một lúc sau có người kêu lên: Đây rồi, thấy rồi. Họ xúm lại chỗ người vừa mới hét. Một lúc sau thì kéo được xác của chú Thanh nổi lên.
Cô Hiền ở đứng trên bờ thấy vậy thì hét lên. Trời ơi! Anh Thành! Sau đó cô xỉu ngay tại chỗ. Mấy người hàng xóm vội đỡ cô dậy. Xác của chú Thanh được đưa lên bờ. Người của chú bịch ra, đôi mắt mở trừng trừng, hai cánh tay thì lúc lắc qua lại. Có người tới cầm thử thì nói. Hai tay gãy rồi, tại sao lại cái ao lại cạn như vậy mà có thể chết đuối ở dưới này được chứ? Hàng xóm nghe tin tới rất đông. Người thì sắp xếp bàn ghế, người chạy đi thuê rạp báo tang, người thì thông báo cho người nhà cô Hiền và chú Thanh. Một lúc sau, cô Hiền tỉnh lại. Xác của chú Thanh đã được mọi người quấn trong một tấm vải màng màu trắng. Nhìn thấy xác chú thì cô Hiền lại khóc nức nở trong nghẹn ngào thảm khốc. Cô toan lao lại ôm chồng thì có mấy người cản. Anh em họ hàng tổ chức lo hậu sự cho chú Thanh. Một cái quan tài được đưa đến đặt ở chính giữa nhà. Xác chú được đặt ở ngay bên cạnh. Có ba vị sư đang tụng kinh gần xác chú. Mùi nhang đèn cộng thêm tiếng khóc thê lương của người thân càng làm cho khung cảnh thêm đau thương. Vì chú Thanh chết đuối cho nên mọi người tổ chức khâm liệm nhanh, tránh cho ảnh hưởng tới sức khỏe người đang sống. Tối hôm đó, cô Hiền và hai đứa con trải chiếu ngồi phục ngay quan tài của chú. Miệng cô Hiền không ngừng gọi tên. Hai đứa con còn non dại nên chưa biết cảm giác đau thương này. Nửa đêm, cô Hiền mệt quá mà gục xuống đất liệm vào giấc ngủ. Chợt cô nhìn thấy chú Thanh về. Người của chú ướt sũng nước, chân tay run lẩy bẩy đi dần về phía cô. Nhìn thấy chú Thanh, cô Hiền vội hỏi. Anh về với em rồi hả? Đây có phải là thật anh không? Anh chưa chết phải không anh ơi? Chú Thanh không nói gì, chỉ trơ mắt nhìn cô. Cái cổ cứ lúc lắc như muốn nói điều gì đó. Nhưng mãi chú không nói được. Rồi đột nhiên, phía sau chú xuất hiện một đứa con nít cởi ở trên lưng chú. Nó nhìn về phía cô Hiền rồi cười lên man rợ. Sau đó, cả hai cái bóng biến mất. Cô Hiền gọi dõi theo. Anh Thanh ơi, đừng bỏ mẹ con em anh ơi, anh Thanh! Cô giật mình tỉnh dậy. Bên cạnh là Tú, người anh trai của chú Thanh và mẹ ruột cô đang dỗ dỗ vào vai cô. Kìa, Thím Hiền, Thím Hiền, Thím sao vậy? Mơ thấy ác mộng hay sao? Cô Hiền gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn ở trên má. Em mơ thấy anh Thanh về anh nờ. Bên cạnh anh Thanh còn có một đứa bé. Nhìn mặt của nó gian ác lắm. Nó cưỡi ở trên đầu của anh Thanh đó. Người anh nghe em dâu nói vậy thì cũng kinh ngạc. Hay là để ngày mai anh lên trên huyện mời ông thầy Phước về đây coi có chuyện gì hay không. Chứ tự nhiên cho nó chết bất đắc kỳ tử, làm cho anh cũng lo. Mà Thím xem giờ chung cất cho chú chưa? Em xem rồi anh à. Ngày mai 11:30, còn việc nhờ thầy thì theo ý em là cứ để chôn cất cho anh Thanh mồ yên mã đẹp đã anh à. Rồi muốn làm cái gì thì làm. Chứ cứ để anh như vậy, em đau lòng lắm. Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, sư thầy đọc kinh cầu siêu thêm một lần nữa để chuẩn bị di quan. Thì bất chợt, di ảnh của chú Thanh rớt xuống đất. Kính bể tan thành nhiều mảnh. Lư hương thì bùng cháy dữ dội, mà cháy rất kỳ lạ. Cháy từ ở dưới chân nhang cháy lên, chứ không phải cháy từ ở trên xuống dưới. Một vị sư già nhất lên tiếng. Thôi, tôi nghĩ bây giờ đưa anh ấy đi luôn đi, chứ để lâu e là có chuyện đó, không có nên để qua 12 giờ. Người làng đến để đưa tang rất đông. Sau cái sự cố rớt cái ảnh và cháy bát hương thì không còn sự cố gì thêm nữa. Cái quan tài khá nặng nên có 8 người thanh niên xúm vào nhấc quan tài lên. Chuyện lạ lại xảy ra trước mặt mọi người. Cái quan tài với sức khiêng của 8 người thanh niên mà không xê xích một chút nào, giống như nó bám rễ ở đây luôn. 8 người cố gắng hợp sức lại thêm một lần nữa, nhưng mọi cố gắng đều không được. Vị sư thầy lúc nãy đi đến quan tài, vỗ vào 3 cái, miệng thì nói.
Nếu anh có di nguyện gì chưa có hoàn thành, thì về báo mộng cho vợ con anh. Đừng có làm như vậy mà làm vợ con anh sợ. Nói rồi, sư thầy bỏ tay ra, miệng đọc kinh lẩm nhẩm. Cô Hiền từ nãy tới bây giờ cứ khóc hoài. Tám người thanh niên lại tiếp tục cúi người xuống để khiêng quan tài. Lần này thì họ dễ dàng nhấc được cái quan tài lên. Đoàn người rồng rắn đi ra ngoài bãi tha ma của làng. Nhưng khi họ vừa đưa quan tài ra được đến cổng, thì cái quan tài lại nặng như có hàng trăm ký đặt lên vậy. Đám người thanh niên gồng mình đỡ lấy quan tài, tránh cho việc đặt quan tài xuống dưới đất. Người ta quan niệm rằng nếu như đang khiêng quan tài mà đặt xuống dưới đất thì linh hồn của người đã chết sẽ không được siêu thoát, cả đời cứ quanh quẩn ở bên người thương của mình. Cô Hiền nhanh chóng chạy đến đưa tay vỗ lên quan tài mấy cái rồi khẽ nói: anh thương mẹ con em thì đừng làm cho em sợ nữa. Cái quan tài lại nhẹ bẩn đi. Đoàn người bắt đầu đi theo con đường mòn dẫn ra ngoài bãi tha ma. Trời đang nắng, chợt mây đen kéo về che kín khắp không gian. Đi được nửa đường thì trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, gió mạnh thốc lên từng cơn. Mấy người khiêng quan tài cứ đi siêu dẹo hết bên này đến bên kia. Bỗng nhiên người đi đầu tiên bị dấp chân, cúi đầu trượt dài về phía trước. Bảy người còn lại cũng vì vậy mà bị kéo nhào theo. Tiếp theo đó, một tiếng rầm vang lên, cái quan tài rơi mạnh trên mặt đất bùng lầy nhơ nhớp. Nhiều người đi đưa đám bắt đầu bàn tán xôn xao. Mấy người đàn ông xúm lại đỡ cái quan tài lên vai họ, rồi hành trình tiếp tục. Trời vẫn đổ mưa nặng hạt. Khi đoàn người đưa tang đến được bãi tha ma thì nơi này đã ngập nước tới mắt cá. Cái quyệt vừa mới đào lúc sáng bây giờ cũng đã ngập nước. Ba vị sư thầy làm lễ lần cuối cùng cho chú Thanh. Những người khiêng quan tài liền cái lon cái sợi dây xuống dưới đáy, cùng nhau đếm 1, 2, 3 hạ quan tài xuống quyệt. Từng người hàng xóm hốc từng nắm đất nho nhỏ bỏ xuống quyệt tiễn đưa chú Thanh về với lòng đất một lần cuối cùng. Cô Hiền nằm lết gần đó, may có mấy người hàng xóm giữ chặt cô, chứ không là cô lao xuống dưới quyệt mộ luôn rồi. Trời mưa đã nhẹ hạt, sấm chớp đánh đì đùng, người dân trong làng bắt đầu ra về hết, ở lại nghĩa địa, chỉ còn cô Thanh với mấy người anh em mà thôi. Sau đám tang của chú Thanh, cô Hiền ốm nằm liệt giường đã 3 hôm nay. Người của cô lúc nóng, lúc lạnh, không thiết ăn uống gì. Mẹ của cô Hiền qua chăm sóc cho cô, chăm 2 đứa cháu luôn. Mấy hôm nay, đêm nào cô cũng mơ thấy chú Thanh về. Người của chú ướt sũng nước, nhưng không nói được lời nào cả. Chú cứ đứng đó nhìn cô Hiền. Cô Hiền nói rất nhiều, chủ yếu là vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Chú Thanh lại biến mất. Cô Hiền tỉnh dậy, phát hiện đó là giấc mơ. 2 hàng nước mắt lại tuôn rơi. Hôm nay là 7 ngày của chú Thanh mất. Cô Hiền và người thân làm mâm cơm cúng cho chú. Nhưng trong quá trình thắp nhang, cái bát nhang lại cháy bùng lên dữ dội. Tấm di ảnh của chú ngã úp mặt xuống. Cô Hiền đi đến dựng lên thì hét lên thất thanh, ném cái tấm ảnh rơi xuống đất dở kính tan tành. Hồi nãy, cô vừa dở tấm ảnh lên thì thấy 2 hốc mắt của chú Thanh chảy ra 2 dòng lệ đỏ. Vì vậy cho nên cô giật mình mà làm rơi nó xuống đất. Mấy người họ hàng vội chạy lại kéo cô ra. Họ lụm cái di ảnh lên. Kính đã bể, chỉ còn mỗi cái khung mà thôi. Người cháu hồi nãy lụm tấm ảnh lên bây giờ cũng thét lên kinh hãi khi thấy 2 hàng lệ trên mắt của chú Thanh trong ảnh. Tất cả mọi người có mặt trong hôm nay ai cũng sợ hãi. Mấy người lớn tuổi thì bắt đầu khấn vái miệng lẩm bẩm: em ơi, em có oan khúc gì thì về báo mộng cho anh chị, em dâu biết đi. Em đừng có làm như vậy mà mọi người sợ hãi thêm. Em ơi, em sống khôn thác thiên thì về báo mộng cho mọi người biết với nghe.
Buổi thắp nhang diễn ra trong không khí u sầu, buồn tẻ. Tối đến, họ hàng về hết, chỉ còn cô Hạnh, hai đứa con và mẹ có cô. Hai đứa con cũng đã ngủ. Quay qua bà ngoại cũng đã thở đều đều. Cô Hiền không tài nào chợp mắt được. Cứ hễ nhắm mắt, cô lại thấy ánh mắt của chú Thanh nhìn mình mà không nói nên lời. Rồi bỗng bên tai của cô có tiếng ai gọi giọng vô. Hiền ơi! Hiền ơi! Mở cửa cho anh đi! Anh Thanh nè! Em mở cửa cho anh vào nhà đi! Anh đứng ở ngoài này lạnh lắm! Cô Hiền lắng tai nghe thì đúng là giọng của chú Thanh đang gọi mình. Cô lồm cồm ngồi dậy, định xỏ dép vào, chạy lại mở cửa, thì một bàn tay nắm tay cô lôi lại. Cô nhìn sang đó là bà Hoa, mẹ cô. Bà Hoa ra dấu cho cô im lặng, rồi khẽ nói vào tai cô. Con đừng có mở cửa vội vàng nha, nhìn xem bên ngoài có ai không cái đã. Mẹ sợ đó không phải là thằng Thanh đâu. Mấy hôm trước mẹ có xem thầy rồi mà chưa kịp nói cho con cái chuyện này. Thằng Thanh nó bị ma quỷ hại chết đó, chứ không phải tự nhiên nó chết đâu con. Cô Hiền nghe bà Hoa nói vậy thì ngỡ ngàng. Cô nửa tin nửa ngờ. Bên ngoài vẫn còn vang lên tiếng gọi của chồng. Cô ngồi dậy đi ra khỏi giường. Bà Hoa cũng ngồi dậy theo con gái. Hai mẹ con lần mò đi đến chỗ cửa lớn. Cô Hiền nhìn hé ra bên ngoài bằng cái lỗ nhỏ trên cửa. Cô nhìn thấy ngoài sân có một bóng hình mờ mờ cứ đi qua đi lại. Mỗi lần đi qua là nó lại gọi tên cô Hiền. Cô Hiền ở trong nhà thì tay chân rụng rời, lấy tay bịt miệng để không phải thốt ra tiếng. Bà Hoa thấy vậy thì kéo cô vào trong, rồi bà hé mắt ra nhìn. Vừa đưa mắt nhìn vào cái lỗ thì một đôi mắt đỏ lồm từ bên ngoài cũng nhìn vào, làm cho bà Hoa giật mình ngã lăn quay ra đất. Bên ngoài có tiếng cười ré lên man rợ. Tiếng hét đó chợt biến mất. Mẹ con cô Hiền ôm nhau ngồi sát cánh cửa. Cả hai người run cầm cập. Lúc này, bên ngoài có tiếng chân cùng với tiếng kéo lê cái thứ gì đó trên mặt đất. Tiếng của chú Thanh lại vang lên. Hiền ơi, mở cửa cho anh với. Anh lạnh lắm. Anh ở dưới này lạnh lắm Hiền ơi. Anh đau lắm. Hiền ơi, cứu anh với. Lần này, trực giác mách bảo đó là tiếng của chú Thanh. Cô Hiền đứng bật dậy, ghé mắt nhìn ra phía ngoài. Cô nhìn thấy chú Thanh thật. Chân của chú bị xích bằng một sợi xích rất lớn, đang kéo lê từng bước khó nhọc ở trên sàn. Đi phía sau chú là một đứa bé, tay nó cầm cái cây cứ quất liên tục vào lưng, vào miệng của chú Thanh không ngừng. Cô Hiền lúc này lại khóc nấc lên, hai tay định mở chốt cửa thì bà Hoa ngăn lại. Con đừng có làm vậy, con bây giờ ra ngoài nó bắt hồn con đi luôn đó. Con không nghe người ta nói sao, mà chết đuối thì phải tìm người khác chết thay cho mình mới được đi đầu thai. Con nhìn cái đứa bé phía sau nó đi, chắc chắn đây là một vong ác. Con nghe lời mẹ, cứ kệ nó đi. Ngày mai hay ngày kia gì đó, mẹ con mình đi tìm thầy về giải quyết. Con đừng có làm vậy, có chuyện gì thì hai đứa con có con mồ côi, cả cha lẫn mẹ đó. Cô Hiền nghe lời bà Hoa, hai mẹ con lên giường nằm nghỉ. Cả hai không tài nào chợp mắt được. Phía bên ngoài, tiếng xích sắt kéo lê trên đất vẫn vang lên. Rồi tiếng đau đớn của chú Thanh. Có lẽ chú bị đánh đau lắm. Cô Hiền đau lòng không thôi. Nhưng cô nghĩ tới hai đứa con thơ, liền gạt bỏ hết những thứ âm thanh đó ra khỏi tai. Đêm đó trôi qua một cách khó khăn đối với hai mẹ con cô Hiền. Cả hai người cứ hễ chợp mắt được một lúc thì bên ngoài lại có tiếng gọi. Nó giống như thâm nhập vào sâu tận trong tâm trí. Cô Hiền nhiều khi chịu không nổi, toàn mở cửa. Nhưng mà may mắn, bà Hoa vẫn còn đủ lý trí để ngăn cản cô. Ngày hôm sau, bà Hoa có việc về nhà, tối chưa có lên kịp. Cô Hiền vì sợ
nên rủ một đứa cháu bên họ nhà chú Thanh qua ngủ với mẹ con cô. Nhưng mà đứa cháu cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, nó vừa nằm chung với anh em thằng Thái, liền ngáy o o. Bên ngoài này chỉ có mình cô Hiền. Hôm nay cô đã chốt cửa rất chắc chắn, trước cửa còn dắt con dao to ở đó. Sáng nay, hai mẹ con cô thấy trên sàn loang lổ những vệt nước màu đen khô đặc, vừa giống máu nhưng nhìn kỹ thì không phải là máu. Cô Hiền nằm trên giường, hai con mắt cứ mở thao láo, nằm mãi mà không ngủ được. Cô cứ cựa qua cựa lại, bất giác nhìn lại đồng hồ thì đã là nửa đêm. Bên ngoài gió mạnh thổi thọc vào cái cánh cửa, nó cứ cọt kẹt, làm cho tâm trạng cô lo lắng hơn. Rồi cô lại nghe thấy tiếng gọi hồi tối. Hiền ơi! Hiền ơi! Mở cửa cho anh đi! Mở cửa cho anh đi! Anh lạnh lắm Hiền ơi! Cô Hiền, người thì cứ rung lên bần bật. Cô cố gắng gạt bỏ cái tiếng gọi cám dỗ đó ra khỏi đầu của mình. Nhưng mà một lúc sau thì cô không còn tỉnh táo nữa. Ánh mắt cô dại đi như người mộng du. Cô ngồi dậy, đi ra khỏi giường, bước từng bước cứng nhắc đến chỗ cái cửa. Toàn đưa tay lên mở cái chốt, thì đứa cháu cô từ bên trong chạy ra, túm lấy tay cô kéo thụt vào bên trong. Nó dỗ dỗ mạnh mấy cái lên mặt của cô Hạnh. Thím, thím tỉnh lại đi thím ơi. Thím làm gì vậy? Ờ, sao lại mở cửa? Thím không nhớ bà qua dặn gì sao? Bây giờ cô Hiền mới tỉnh táo, mồ hôi lăn ở hai bên thái dương. Cô ngồi phịch xuống giường. May mà có cháu, chứ không cô mở cửa mất rồi. Không hiểu sao á, hồi nãy tự nhiên cô lại như vậy nữa. Hai thím cháu vừa nói thì bên ngoài có tiếng xích sắt kéo lê như tối qua. Tiếng gọi thê lương của chú Thanh lại vang lên, kèm theo tiếng cười mang trợ của đứa bé đó. Hai thím cháu sợ quá, nhảy lên giường co ro ở một góc. Một lúc sau, trước cửa nhà, vang lên liên tiếp tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng gọi. Hiền ơi, mở cửa cho anh! Thằng cháu nghe thì càng lúc càng sợ. Sau cùng, nó chạy vào trong phòng trong. Một lúc sau, nó đi ra, tay xách theo cái bô, rồi nó tạt nước từ ở trong cái bô ra theo đường hở phía dưới của cánh cửa. Sau khi nó tạt cái bô nước tiểu, bên ngoài có tiếng kêu ré lên rồi biến mất. Từ đó đến sáng, không còn tiếng gọi nào nữa. Sáng hôm sau, bà Hoa qua tới. Cô Hiền gửi hai đứa con cho họ hàng, rồi chở bà Hoa lên trên huyện tìm thầy. Hai mẹ con dòng dèo cả buổi thì mới tìm thấy địa chỉ nhà ông thầy Toản. Nghe người ta đồn, thầy Toản rất giỏi chuyện bắt ma bắt quỷ. Đứng trước căn nhà cấp 4 lụp xụp, xung quanh cái cổng được bao bọc bởi một dàn dây leo rất đẹp. Bà Hoa đứng ở ngoài cổng gọi giọng vào bên trong. Xin hỏi thầy Toản có ở nhà không? Thầy Toản ơi! Gọi một lúc thì có một cô bé ra mở cửa. Thấy bà Hoa và cô Hiền thì cô bé chào rất lễ phép. Dạ, chào hai cô. À, thầy đang ngồi ở trước điện. Cô Hiền và bà Hoa dẫn xe vô. Trong cái sân nhỏ cũng đã có vài chiếc xe của người đến trước. Bên trong điện, một ông thầy khoảng 60 tuổi đang ngồi trước mặt một người nói điều gì đó. Thấy mẹ con cô Hiền vào thì ông gật đầu một cái. Sau khi người ngồi trước mặt thầy Toản rời đi thì ông ấy chỉ tay vào cô Hiền rồi nói: Chị đó, lại đây ngồi cho tôi. Nhà chị vừa có tang sự có phải không? Cô Hiền đi đến trước mặt thầy, ngồi xuống cái bồ đoàn tròn. Nghe thầy hỏi thì cô gật gật đầu. Dạ thưa thầy, chồng con mới mất được chục hôm nay. Hôm nay mẹ con của con lên đây muốn nhờ thầy giúp con một chuyện. Ông thầy chặn lời cô Hiền. Có phải nhà cô đang bị vong hồn người chồng gì quấy phá có phải không? Cô Hiền gật đầu. Ông thầy lại nói tiếp. Chồng chị chết vào cái giờ phạm. Giờ phạm là người ta nói là cái giờ xấu đó. Chết do có một cái vong khác kéo xuống. Vong này lại vong ác. Nó chết trẻ cho nên rất là oán hận người khác.
mọi chuyện thế nào nữa thì tôi cần phải đến nhà chị kiểm tra thì mới biết được. Sau khi thầy dặn dò hai mẹ con cẩn thận thì hai người ra về. Vì hôm nay thầy còn đi xem cho nơi khác nên chưa thể về nhà cô được. Ông ấy cho cô một lá bùa dán ngay trước cửa nhà chính. Chỉ cần qua được đêm nay thì ngày mai thầy giải quyết hết. Hai mẹ con cô ra về. Chiều hôm đó, cô Hiền dán lá bùa ở bên ngoài cánh cửa chính. Nhưng cô không ngờ rằng con bé con của chị Hiền, khi chiều nó chơi trốn tìm với anh của nó, trong lúc vô tình nhìn thấy lá bùa lạ, cho nên nó đưa tay xé phăng đi rồi ném ở đâu đó mất tiêu. Đến khuya, cô Hiền đang ngủ say, thì một tiếng gọi làm thức giấc. Nhìn qua bên cạnh bà Hoa thì thấy bà đang ngủ ngon lành. Cô đi lại chỗ cái cửa nhìn ra bên ngoài. Phía trước sân là đứa bé đó. Nó đang bước từng bước nặng nề ở trên sân. Vừa đi, vừa giả giọng của chú Thanh gọi tên của cô Hiền. Rồi đột nhiên, nó ngẩng đầu nhìn xoáy vào cái lỗ mà cô Hiền đang nhìn ra. Miệng nó lẩm bẩm. Bắt được Hiền rồi. Nó chỉ mới nói như vậy thôi, thì đôi mắt của cô Hiền bỗng dại ra. Hai tay cô bất giác đưa lên gỡ cái chốt cửa. Rồi sau đó, cô bước ra bên ngoài. Vừa bước ra ngoài sân, thì đứa bé kia đã tiến sát lại nắm lấy tay của cô. Đi, đi, đi ra ao chơi đi. Vui lắm, đi ra ao chơi. Cô Hiền cứ vậy, vô hồn đi theo đứa bé ra ngoài ao. Vừa ra đến ao thì đứa bé nói, xuống ao chơi đi Hiền, xuống dưới chơi với tao đi. Cô Hiền thật sự bước từng bước xuống ao. Tiếng cô lội bì bõm ở dưới ao nghe rợn tai vô cùng. Đến khi người cô Hiền chìm hẳn xuống dưới nước thì tiếng cười ghê rợn của đứa bé mới vang lên. Lại có bạn chơi rồi, có bạn chơi rồi, vui quá. Cùng lúc đó, bên trong căn nhà của cô Hiền, bà Hoa đang ngủ, chợt giật mình tỉnh dậy bởi tiếng ai đó gọi bên tai. Mẹ ơi, mẹ, dậy đi, cứu vợ con với. Lúc đầu, bà Hoa còn sợ hãi không thôi. Nhưng sau đó, bà mới hốt hoảng khi không thấy Hiền ở bên cạnh. Cánh cửa nhà chính thì đang mở toang. Bên ngoài hình như có bóng người đang lấp ló ngay cửa. Bà Hoa sợ quá hét lên. Hiền ơi! Hiền, con đâu rồi Hiền ơi! Bà chạy quanh sân một vòng, vừa chạy vừa gọi. Gió lạnh thổi vào, làm cho bà rét rung lên từng cơn. Gạt bỏ nỗi sợ hãi và cơn lạnh ra khỏi đầu. Bây giờ, bà chỉ cần tìm được con mà thôi. Chợt bà nhớ tới cái ao, nên cầm cái đèn chạy ra. Ra đến nơi, bà cầm đèn pin soi khắp nơi. Ánh đèn pin khá yếu nên soi không có được rõ. Nhưng có một tiếng động kêu khá lớn ở gần giữa cái ao. Bà Hoa đưa ánh đèn tới. Vừa hay bà thấy chỗ đó có thứ gì nó đã chới giới, thì bà Hoa hét lên. Trời ơi, bà con ơi! Cứu với! Cứu với bà con ơi! Có ai không? Cứu con tôi với! Tiếng bà Hoa hét lên rất lớn. Hàng xóm xung quanh bị đánh thức. Họ chạy lật đật qua. Ánh đèn pin soi loạn xạ trong đêm. Người đầu tiên vừa qua đến nơi, bà Hoa đã chỉ tay ra hồ rồi hét lên. Cứu con Hiền đó, nó chìm ở giữa ao, cứu con Hiền nhà tôi với chú ơi. Người kia không chần chừ nhảy xuống ao. Sau đó, có thêm vài người, cả phụ nữ, cả đàn ông đến. Đàn ông thì nhảy xuống ao tìm cô Hiền. Người đến ngày một đông, ánh đèn pin soi sáng cả mặt ao. Năm người đàn ông nhảy xuống ngụp lặng. Chỉ một lúc sau thì người đầu tiên nhảy xuống kêu lên. Đây rồi, tìm thấy rồi. Mấy người kia xúm lại phụ ông ấy nhấc cô Hiền ra khỏi mặt nước. Cô Hiền lúc này mặt mũi trắng bệch, chân tay buông thõng. Vừa đưa lên được thì bà Hoa khóc ầm lên. Một bác trong đó cõng cô Hiền lên lưng, dốc ngược đầu cô xuống dưới đất, chạy qua chạy lại. Nước từ trong miệng của cô chảy ra thành dòng. Một lúc sau, cô được đặt xuống đất hô hấp nhân tạo. Sự việc trôi qua nhìn khá lâu,
Nhưng từ khi bà Hoa kêu tới lúc này, dứt được xác cô lên chắc cũng tầm 2 phút. Sau khi hô hấp nhân tạo một lúc, thì cô Hiền đột nhiên ho lên sặc sụa. Đầu cô được mấy người để nghiêng qua một bên cho nước trào ra ngoài. Bà Hoa thấy con còn sống thì ôm lấy cô khóc nức nở. Cô Hiền không nói gì, chỉ nằm ở dưới đất ho. Sau cùng, mấy người khiêng cô vào trong nhà cho mấy bà thay đồ. Mấy người đàn ông cũng đã về nhà hết. Chỉ còn vài người phụ nữ ở lại xoa dầu nắng bóp tay chân cho cô. Một lúc sau thì cô tỉnh hẳn, có thể ngồi dậy nói chuyện được. Cô và bà Hoa cảm ơn mấy người hàng xóm đã qua giúp đỡ. Sau cùng, các bà cũng về hết. Trong nhà chỉ còn có hai mẹ con cô. Lúc này bà Hoa ôm lấy cô mà khóc nức nở. Sao con dại dột vậy con? Con tính bỏ mẹ với các cháu ở đây hả? Rồi mẹ biết sống sao? Sao con lại dại vậy chứ? Cô Hiền cũng ôm bà mà khóc nức nở. Không phải vậy đâu mẹ ơi, con không có ý định chết đâu. Không biết vì lý do gì hồi nãy con nghe thấy tiếng gọi thì đi đến chỗ cái cửa, con nhìn theo cái lỗ ra bên ngoài thì nghe đứa bé đã nói bắt được rồi. Sau đó con như người mất hồn mở cửa vậy. Tâm trí con vẫn biết, nhưng con không thể điều khiển được hành động của con nữa mẹ. Con sợ quá mẹ ơi. Hai mẹ con cứ vậy ôm nhau ở trên giường. Cả đêm đó không ai dám ngủ. Bên ngoài không có một tiếng động nào, càng làm cho không gian thêm ghê rợn. Sáng sớm hôm sau, đợi mặt trời lên cao, thì cô Hiền mới dám mở cửa đi ra ngoài. Ngoài sân lại xuất hiện những dệt màu đen như mấy hôm trước. Khoảng 9 giờ thì ông thầy Toản từ trên nhà thầy tìm về đến đây. Vừa vào đến sân nhìn thấy cô Hiền thì thầy nói: tối hôm qua cô đã xảy ra chuyện gì đúng không? Vậy lá bùa tôi đưa cho cô hôm qua đâu? Có phải cô không có dán hả? Cô Hiền lúc này mới sực nhớ ra lá bùa cô dán khi từ nhà thầy trở về. Nhưng mà lật cái cánh cửa ra thì lá bùa đã biến mất. Chỗ đó chỉ còn lại một chút góc giấy bị rách. Cô kêu lên: thầy ơi, con có dán mà không biết bây giờ bị ai xé rồi thầy à. Đây nè thầy, vẫn còn một góc giấy dính vào trong này đó. Vừa lúc đó thằng Thái từ ngoài sân đi vào. Con thấy em Hạnh xé đó mẹ à. Con không biết cái đó là cái gì nữa. Em nó xé, nó ném ở trong buồng đó mẹ à. Lúc này cô Hiền mới ngỡ ra, khi tối vì mất lá bùa nên cô mới xảy ra chuyện này. Thầy Toản nói: thôi không sao, số cô may mà vẫn còn các cụ giúp đỡ, chứ không thì tối hôm qua chết mất rồi. Chị dẫn tôi một vòng quanh nhà chị xem sao. Cô Hiền dẫn thầy đi dạo một vòng quanh nhà và giường. Cô dẫn thầy ra chỗ cái ao, chỉ cặn kẽ nơi chú Thanh bị chết. Và cái nơi đó cũng chính là nơi mà tối hôm qua cô lội xuống. Đi thêm một đoạn nữa thì thầy đột nhiên dừng lại trên bờ ao. Thầy ngồi xổm xuống lấy tay sờ sờ cái gì đó, rồi bốc một nhúm đất đưa lên mũi ngửi. Thầy nói với cô: cô lấy cho tôi cái cuốc hay là cái xẻng gì á, lại đây đi. Cô Hiền nhanh chóng lấy một cái cuốc. Thầy cầm cuốc rồi cuốc mấy phát xuống đất. Một lúc sau thì nghe tiếng cuốc kêu choang một cái. Thầy Toản ngồi xuống móc đất lên, sau đó móc ra một mảnh sứ màu đen, tiếp tục móc thêm thì ra mấy mảnh nữa. Sau đó ông thầy nói: cái này à, chị có biết là cái gì không? Cô Hiền nhìn vào mấy mảnh sứ đó, nhớ lại cô liền nói: dạ thưa thầy, cái hôm mà nhà con tổ chức vét lại cái ao này thì đứa cháu của chồng con đào được cái bình. Sau đó chồng con kêu là chắc là cái bình này trước đây ai ném xuống, nên anh ấy ném nó lên trên này. Không biết nó là cái gì vậy thầy? Cái bình này là nguyên nhân cái chết của chồng chị đó. Tôi nghi ngờ nó có thể chính là vật dùng để niêm phong một cái vong ác nào đó. Sau đó người ta chôn xuống sâu, không ngờ nhà anh chị đào ao lại đào được. Chồng chị vô tình làm nó bể ra
giải thoát cho cái dòng kia ra ngoài, cho nên nó mới rước họa vào thân. Bây giờ, chỉ cần bắt được cái dòng kia hoặc là giải hết quán khí trong người của nó ra, thì may ra mới yên ổn mà sống tiếp. Nói xong, ông thầy lại đào nơi tìm được cái bình rộng ra. Cuối cùng, lôi ra một cục gỗ màu đen. Thầy dùng tay cạo hết lớp đất ở trên đó. Sau cùng, lộ ra một chữ dạng còn mờ ở trên đầu cái gục gỗ đó. Sau đó, thầy nói, tôi đoán không sai mà. Cái nắp này còn dấu ấn chữ dạng đây nè. Chắc chắn ngày xưa, một vị cao nhân nào đó đã phong ấn dòng ở đây. Tối nay, tôi sẽ lập một cái đàn cầu siêu cộng với gọi hồn anh nhà chị lên. Tôi muốn xem cái dòng đó là thần thánh phương nào mà lại làm hại người vô tội như vậy. Chị đi chuẩn bị đồ cho tôi đi. Thầy viết ra một loạt các thứ cần mua sắm cho buổi lễ. Cô Hiền đi chợ, để ông thầy ở nhà với bà qua. Ông cứ quanh quẩn trong sân không biết làm chuyện gì đó. Tối đó, thầy Toản mặc một bộ đồ màu vàng đứng ngoài sân. Trước mặt thầy là một bàn cúng khá thịnh soạn. Phía sau thầy có một cái vòng tròn màu đỏ khá là lớn, được thầy dùng chu sa vẽ ra. Bà Hoa, cô Hiền với hai đứa con ngồi ở bên trong đó. Bên cạnh thầy đã chuẩn bị một cái chai nước tiểu đồng tử. Đúng 10 giờ khuya, gió lạnh bắt đầu thổi lên từng cơn. Thầy quay lại dặn mọi người. Mọi người ngồi ở trong vòng tròn này tuyệt đối không được bước chân ra khỏi đó. Cho dù có gặp bất cứ chuyện gì cũng vậy, nếu làm trái lời tôi, thì hậu quả các người tự gánh lấy. Thầy vừa nói xong, thì không biết từ đâu đó vang lên tiếng cười của trẻ con. Vui quá, chơi vui quá. Thầy Toản cầm tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của chú Thanh, rồi bắt đầu đọc chú. Hai ngọn nến ở trên bàn đang sáng, đột nhiên dục tắt. Từ ngoài giường có tiếng xích sắt kéo lê trên đất, tạo ra những tiếng len keng. Chỉ một lúc sau, thì bóng hình của chú Thanh dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hai đứa con sợ quá, ôm cứng lấy người cô Hiền. Lúc này, chú Thanh đi vào đến giữa sân thì dừng lại. Hai chân hai tay và trên cổ của chú có quàng một sợi dây xích rất lớn. Khắp người đâu đâu cũng là vết máu. Bộ quần áo rách tả tơi, không còn chỗ nào là lành lặn. Nhìn thấy thảm trạng của chồng như vậy, cô Hiền khóc nấc lên gọi tên chồng. Bà Hoa nhanh chóng bịt miệng cô Hiền. Thầy Toản đứng ở phía trước dừng đọc chú, mắt nhìn thẳng vào chú Thanh. Dòng kia, tại sao chết rồi lại không đi đầu thai, dứt dưỡng ở trên trần gian làm đảo loạn cuộc sống của người dương là sao? Hà cớ gì anh lại muốn bắt vợ của anh theo? Chú Thanh ú ớ cái miệng, nhưng mãi mà không nói được tiếng nào. Ông thầy thấy vậy, liền bốc lấy một lá bùa nhỏ dài màu vàng ở trên chiếc bàn. Ông ném về phía trước, thì lá bùa đột nhiên bùng cháy dữ dội. Thầy Toản hô lên, khai khẩu! Chú Thanh ho lên mấy cái, miệng trào ra cả máu, rồi bắt đầu thưa. Dạ bẩm thầy, con chết oan ức lắm thầy ạ. Trong ao nhà con có cái dông của đứa trẻ, nó ác lắm. Hôm con chết, chính là nó dẫn con ra ngoài ao, rồi bẻ hết hai tay của con, dìm con chết đuối ở dưới ao. Chú chưa nói hết câu, thì trên cổ đã xuất hiện một đứa bé, khuôn mặt hiện lên cái vẻ ác độc. Đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở trên mặt nó như vậy. Nó đang lấy tay bóp chặt miệng của chú Thanh, nhìn thẳng vào thầy Toản rồi nói. Lão già, con ngồn thì cút khỏi nơi đây đi. Nơi này không có chuyện của ông đâu. Đừng có mà xen vào chuyện của tôi. Nếu không, chữ chết không biết viết như thế nào đâu đó. Nó dám phá nhà của tôi, thì thôi bắt nó, làm tay sai cho tôi. Nói rồi, nó nhảy xuống khỏi cổ của chú Thanh. Trên tay của nó, không biết cầm cái roi gì mà đánh lên người chú cái nào là rướm máu cái đó. Thầy Toản thấy vậy quát lên. Yêu ma to gan, ngay trước mặt của ta mà còn lộng hành như vậy. Để xem hôm nay, ta ở đây thì ngươi còn lộng hành được bao lâu.
Nói rồi, thầy niệm chú, từ bên ngoài cổng đi vào 7 tên âm binh. Chúng chính là âm binh đắc lực của thầy Toản. Thầy niệm chú một hồi, 7 tên đó bắt đầu lao về đứa bé kia. Nó nhảy lùi về sau một chút, đưa cây roi ra trước mặt thủ thế. Khi đám âm binh kia xông đến, nó lấy roi quất mạnh vào người tên đi đầu. Chỉ nghe bụp một cái, tên âm binh đi đầu ngã lăn ra đất, thân hình mờ ảo. Thầy Toản thấy vậy, liền xé nhanh tờ giấy trước mặt thành 7 thanh kiếm, rồi ném về phía trước. Chúng bốc cháy dữ dội, rồi hóa thành tro. 7 tên âm binh trong tay chợt xuất hiện 7 thanh kiếm. Chúng lại lao lên, kiếm và roi chạm nhau. Lần này không có chuyện gì xảy ra nữa. Đứa bé kia bị 7 âm binh tấn công không có đường mà thở. Cuối cùng, bị một tên âm binh chém mạnh một cái ngay bụng. Máu đen từ ở trong đó rỉ ra. Đứa bé văng ra xa một đoạn. Nó khập khỉnh đứng lên, chỉ tay vào thầy Toản mà quát. Ông chờ đó cho tôi đi, ông già, tôi sẽ còn quay lại đó. Nói xong, nó chạy biến đi đâu mất. Thầy Toản thấy vậy thì quát lớn. Đã đến đây thì đừng hòng có mà ý định chạy thoát khỏi tay ta. Trận hiện! Xung quanh nhà hiện ra những tấm lưới li ti có màu vàng óng. Đứa bé mới vừa chạy ra đến ngoài bờ ao thì bị hất văng trở lại. Nó lăn một vòng trên đất rồi tiếp tục chạy trốn. Nhưng không lần nào chạy được. Cuối cùng thì lần này nó không chạy nữa. Thầy Toản nói. Sao? Ta cho ngươi chạy đó. Ngươi chạy đi. Chạy đi ta coi. Đứa bé nhìn thấy chú Thanh còn đứng cách đó không xa, định lao đến giết chết linh hồn của chú. Nhưng thầy Toản dường như đoán được ý định của nó, nên khi nó vừa di chuyển thì 7 tên âm binh đã xuất hiện ngay bên cạnh của chú Thanh. Nó thấy không làm gì được thì miệng há ra bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó. Chú Thanh đang đứng im chợt động đậy, giống như nổi lên cơn điên. Chú cứ muốn xông ra khỏi đám âm binh để chạy về phía đứa bé. Thầy Toản nhảy qua cái bàn một cách gọn lẹ, đi đến trước mặt của chú Thanh, dùng tay không chạm vào người chú. Từng sợi dây xích trên người của chú Thanh đột nhiên phát sáng rồi rơi xuống đất lả tả. Đứa bé thấy vậy hét lên. Ngươi có phải là truyền nhân của lão già Thanh phải không? Thầy Toản nghe nó nói liền ồ lên một tiếng. Ngươi cũng biết cha ta sao? Vậy chắc là ngươi, cái dòng 40 năm trước cha ta kể đó sao? Không ngờ chúng ta lại có duyên tới như vậy. Nhưng mà cha ta thì rất nhân nhượng, còn ta thì không như ông ấy đâu. Ngươi đã dám giết người thì đã xác định sẽ bị trừng phạt. Đứa bé thấy không thể thoát khỏi tay của thầy Toản, liền quỳ xuống ném cây roi qua một bên rồi van xin thầy Toản. Con xin người hãy tha cho con một con đường đi đầu thai đi. Con biết lỗi của mình rồi, xin người hãy tha cho con đi. Thầy Toản đi đến lùm cây roi của nó lên xem xét một lúc rồi nói. Cây roi này làm từ xương đuôi cá đuối. Hèn chi, nhà ngươi có thể gây thương tổn đến âm binh của ta. Ngươi lấy cây roi này ở đâu? Đứa bé vẫn quỳ ở dưới đất. Dạ xin thầy tha cho con một con đường sống. Con xin phép kể lại chuyện này. 40 năm trước, làng Nam Đông khi đó rất là thưa dân. Trong làng chắc cũng chỉ tầm 10 đến 15 hộ dân. Nhưng có một nhà khá giàu có trong làng, nhà địa chủ Tào. Hắn rất ác. Làng Nam Đông và mấy làng lân cận đều nằm dưới sự cai trị của địa chủ Tào. Nhớ năm đó, thiên tai lũ lụt triền miên, làng Nam Đông ngập tràn trong biển nước. Mãi một tuần sau thì nước mới rút đi. Cuộc sống của bà con ở nơi này đã khốn khó thì nay lại càng khốn khó hơn. Lũ lụt trôi qua được một tháng. Vào một buổi sáng mùa đông, trời lạnh như cắt da cắt thịt. Mấy đứa con nhà địa chủ Tào đang chơi ở ngoài cổng làng thì chợt nghe ai nói. Tụi mày ơi, có cái gì ăn không? Cho tao ăn miếng đi, tao đói bụng quá. Mấy đứa con của bá hộ Tào được chiều từ bé
cho nên hư và ác độc vô cùng. Đám trẻ con trong làng, nếu chúng không ưa đứa nào, liền trêu chọc đánh đập chúng. Cha mẹ của bọn trẻ đó, không có ai dám đến bắt đền lão Tào. Năm đó, có một đứa bé 10 tuổi, không có cha mẹ, không có nhà cửa. Chỉ biết lúc nhỏ, có một người phụ nữ ăn mày cưu mang. Sau đó vì đói mà bà ta chết, chỉ còn một mình nó. Thường ngày bà ta gọi nó với cái tên triều mến là Xuân. Vì bộ răng của nó, hàm trên không hiểu lý do gì mà thiếu mất 4 cái, không có mọc ra được. Kể từ khi mẹ nuôi nó mất, thằng Xuân đi lang thang khắp nơi ăn xin. Đi đến đâu xin ăn, rồi ngủ luôn tại đó, dù là đầu đường hay bụi cây. Một tháng trước, khắp nơi đều lũ lụt, hoàn cảnh người nông dân càng khốn khó, thằng Xuân đi xin không được cái gì bỏ bụng. Trời thì lạnh buốt, mà trên người nó chỉ quấn mỗi tấm chăn rách nát, lộ ra lớp da tím tái thông qua mấy chỗ rách. Đến đây, nó nhìn thấy mấy đứa con có lão địa chủ ăn mặc sạch sẽ. Nó nghĩ bọn này có đồ ăn cho nên nó mới xin. Mấy đứa con của lão Tào đang đá quả bưởi ở trên đường. Thấy thằng Xuân xin ăn, thì chúng nó chụm lại không biết rỉ tai nhau nói cái điều gì đó. Đến khi chúng buông nhau ra, thì có một đứa đá quả bưởi lăn tủm xuống cái ao ở bên cạnh đường. Một thằng đi đến trước mặt thằng Xuân nói: "Mày muốn có ăn thì nhảy xuống dưới ao lùm qua bưởi lên cho tụi tao đi, tụi tao cho bánh." Nói xong, nó lấy cái bánh trong túi áo ra cho thằng Xuân nó nhìn. Nuốt nước miếng, thằng Xuân cởi cái chăn ra bỏ trên bờ. Nhưng vừa chạm chân vào nước thì liền sụp lại. Trời rất lạnh. Nó quay đầu nhìn thấy mấy đứa kia, thằng có cái bánh cứ đưa qua đưa lại trước mặt của nó. Đói quá làm liều, thằng Xuân lấy đà rồi nhảy ùm xuống ao. Nước ao lạnh ngắt, khi cơ thể nó vừa chạm vào trong nước thì lạnh hết cả người. Nó cố gắng khua khoắng tay chân bơi về phía quả bưởi đang nằm ở giữa ao. Nhưng mới chỉ bơi được một chút thì nó đột nhiên dừng lại. Người nó đói rã rời, không còn sức mà bơi. Với lại chân tay của nó bây giờ, các khớp tay tự nhiên cứng lại không thể cử động. Thằng Xuân bị chuột rút vì lạnh. Nó cố gắng chồi đầu lên để thở, nhưng mà cơ thể của nó dần dần chìm xuống dưới. Cuối cùng, đầu của nó chìm nghiễm xuống dưới. Ba đứa con của lão Tào đứng ở trên bờ cười lên hô hố. Nhưng chúng cười một lúc rồi im bặt. Thằng em út nói: "Ê anh ơi, nó chìm luôn rồi, hay nó chết đuối rồi anh? Nhanh đi về tìm người cứu nó đi." Cả ba đứa ù chạy về nhà tìm người. Một lúc sau, chúng chạy ra, có một anh người ở đi theo. Anh ta lao ùm xuống cái ao lạnh ngắt, ngụp lặng một lúc thì vẫn không tìm được thằng Xuân. Vì lạnh quá nên anh ta xuống được một lúc thì đành quay lên bờ. "Cậu ơi, cậu, tôi tìm rồi mà không thấy nó đâu cả. Hay lúc mấy cậu về kêu tôi thì nó lên bờ rồi chạy đi nơi khác rồi cũng nên." Ba đứa kia cũng gật đầu phụ họa theo. Chúng ra về, không cần quan tâm sự sống chết của thằng Xuân nữa. 4 ngày sau, người dân trong làng phát hiện ra xác của thằng Xuân nó nổi lên ở giữa ao. Và người của nó phình to lên, nhìn vào không nhận ra mặt của nó nữa. Người trong làng không biết nó là ai, từ đâu đến. Họ tổ chức vớt xác nó lên rồi quấn cho nó cái chiếu rách, sau đó đem chôn ở cách cái ao một đoạn. Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã qua đi, ai cũng quên cái xác của đứa bé chết đuối dưới ao. Nhưng một tháng gần đây, có mấy người hay đi câu đêm thường bị mất cá trong giỏ câu, kể cả lưỡi câu cũng mất. Có một hôm, anh lại đi câu đêm, đi qua chỗ cái ao, chợt anh nhìn thấy một cái bóng trắng đang nhảy tung tăng trên mặt nước ở giữa ao. Thấy vậy, sợ quá, quăng cả cần câu, cả cái giỏ đựng cá rồi anh ta chạy về. Ngày hôm sau, cả làng đồn ầm lên cái ao có ma.
Nhiều người không tin nên nửa đêm rủ nhau đi ra ao rình. Đúng nửa đêm thì thấy cái bóng của một đứa bé cứ chạy nhảy ở trên hồ, vừa chạy vừa cười thích thú. Tiếp đó, trong làng lại xảy ra chuyện động trời hơn. Nhà lão Tào tối nay đang tổ chức sinh nhật lần thứ 12 cho đứa con đầu. Sau khi tiễn mấy vị khách mời của lão về, đang định quay vào thì lão nhìn thấy một đứa bé khuôn mặt bẩn thỉu lem nhem, trên người khoác tấm chăn rách, đang thập thò ở bên ngoài. Lão thấy vậy liền đi đến. Con bà nó, mày là đứa nào, rình mò nhà tao làm cái gì? Cút đi cho tao, không tao thả chó ra cắn cho mày thấy bà mày bây giờ đó. Đứa bé run rẩy lắp bắp. Ông ơi, cho con xin ông, cho con xin chút đồ ăn. Mấy ngày hôm nay con đói quá, chưa có gì trong bụng nè. Lão Tào đưa tay chỉ vào mặt nó. Cút đi, nhà này không có thức ăn thừa cho mày đâu. Vừa lúc đó bà vợ đi ra. Ủa, ông nói chuyện với ai mà nói lớn vậy? Khách khứa về hết rồi còn gì? À, có đứa ăn mày nó đứng ở đây ăn xin đó. Nó đứng đây nè, đuổi không có chịu đi. Lão quay lại cái chỗ lúc nãy, nơi đó không còn ai nữa, trống trơn. Nhìn ra ngoài đường cũng không có bóng dáng ai. Lão dỗ dỗ vào óc của mình rồi lẩm bẩm. Rõ ràng là nó vừa mới đứng đây mà, bây giờ đi đâu rồi? Thiệt là nhanh vậy đó. Lúc tôi ra thì cũng đâu có thấy ai đâu, hay là ông bị hoa mắt đó chứ? Lão Tào nghe thấy vậy thì hoang mang vô cùng. Bất chợt, lão nghĩ đến chuyện ma quỷ, nhưng mà không dám nói ra. Hai người quay vào nhà, chỗ hồi nãy xuất hiện hình dáng của đứa bé. Nó chính là oan hồn của thằng Súng tìm về trả thù. Việc đầu tiên nó làm chính là giết chết ba đứa con của lão cho hả giận. Sau đó nó muốn giết chết luôn cả vợ chồng của lão. Nửa đêm hôm đó, ba đứa con của lão đang ngủ trong phòng. Đột nhiên bên tai hai đứa có tiếng người gọi. Dương ơi! Ninh ơi! Ra đây chơi đá bóng với tao nè! Ngoài trời giá rét, từng cơn gió lạnh thổi vào các da các thịt. Ba đứa con của lão Tần lần lượt đi ra khỏi nhà. Trên người chúng không có đứa nào mặc áo ấm cả. Bên ngoài, thằng Súng đang ngồi vắt vẻo trước sân. Nó thấy ba đứa đi ra, liền đưa tay lên dãy. Tới đây nè, tới đây chơi với tao. Nói rồi, nó đi trước dẫn đường. Ba đứa kia cứ thế vô hồn mà đi theo nó. Thằng Súng không có dẫn bọn nó đi đâu xa, mà chính là dẫn ra cái ao chỗ nó chết tháng trước. Nó lẩm bẩm trong miệng. Tụi mày hãy chết tao, bây giờ tao phải trả thù. Nó thì thầm vào tay của ba đứa. Chúng nó tự nhiên nắm lấy tay nhau, tạo thành một hình tam giác, rồi tự động lội xuống ao. Sáng hôm sau, nhà lão Tào làm ầm ầm lên. Không biết ba đứa con của lão biến đi đâu mà không có dấu vết. Người trong làng bị lão Tào bắt đi khắp nơi tìm con cho lão. Tuy nhiên, hai ngày trôi qua cũng không thấy tâm tích gì. Tin ba đứa con như chìm trong đáy biển. Tuy nhiên, tối nay, khi mà lão Tào đang ngồi ở trên ghế trước nhà hút thuốc, chợt có cái bóng người chạy vút qua sân, rồi đi ra phía sau. Phía sau này là nhà của người ở và một cái ao nhỏ. Lão Tào thấy vậy thì chạy theo cái hướng cái bóng đó. Khi chạy ra đến ngoài ao thì ba đứa con của mình đang ngồi quay mặt ra bờ. Lão kêu lên. Trời đất ơi! Các con ơi! Tụi mày đi đâu mà hai ngày hôm nay tụi mày mới về hả? Bố mẹ lo chắc có con lắm đó. Nói rồi, lão định chạy lại ôm ba đứa vào lòng. Nhưng ông ta không thể nào ôm được. Các con ơi, về nhà đi. Chắc mẹ mong ba đứa tụi bay lắm đó. Ba đứa không nói gì mà đứng dậy đi về phía lão Tào. Lão nhìn thấy khuôn mặt của chúng trắng nhợt, trên người ngập tràn cả nước. Lão hét lên. Tụi con sao vậy? Sao lại thành ra thế này chứ? Các con làm sao?
Ba đứa con của lão không nói không rằng, đột nhiên chúng biến mất. Lão Tào không biết nghĩ thế nào, lại chạy gọi người làm dậy, bắt họ lội xuống ao tìm. Sau một hồi lần mò, thì không thấy gì ở dưới ao. Đến ngày thứ ba, mới sáng sớm, có người chạy sọc vào trong nhà của lão Tào hốt quảng. Ông Tào ơi, ông Tào, xác ba cậu nhà nổi lên ở cái ao ngoài đầu làng kia kìa. Lão Tào đang ngồi ở trong nhà chạy ra. Mày nói cái gì? Xác ai? Mày nói xác ai? Bẩm ông, xác ba cậu. Nói rồi, người đó nhanh chóng chạy đi. Lão Tào và vợ cùng vài người làm chạy ra, thấy ba cái xác nắm tay nhau nổi lình bình ở giữa ao. Vợ của lão hét lên định nhảy xuống. May mà có người cản lại. Mấy người ở nhà lão nhảy xuống kéo ba cái xác lên bờ. Đám tang ba đứa con của lão Tào, người quen của lão từ khắp nơi đến đưa tang. Vợ chồng của lão một lúc mất đi ba đứa con thì vô cùng đau lòng. Sau đám tang của ba đứa, lão Tào không còn vẻ đạo mạo như thường ngày nữa. Suốt ngày ủ rũ không thôi, rượu chè bê bết. Vợ của lão thì bị bệnh nằm liệt giường không có dậy được. Một tuần sau, đêm đó lão Tào say lướt khướt ngồi ngoài chiếc bàn ở ngoài sân. Đột nhiên có người gọi. Bố ơi, lại đây chơi với con. Lão Tào nghe ra đó là giọng của đứa con đầu. Lão bật dậy. Dương hả con? Con về với bố hả? Con ơi, con đâu rồi? Một cái bóng nhỏ chạy vút qua trước mặt lão, rồi vòng ra phía sau. Lão Tào thấy vậy cũng đuổi theo. Nhưng mới chạy được có mấy bước chân thì vấp phải cái gì đó, ngã lăn quay ra đất, đập mặt xuống, ngất xỉu tại chỗ. Đến sáng, người làm phát hiện ra đem lão vào cứu tỉnh. Miệng của lão vẫn không ngừng gọi tên ba đứa con. Ngày hôm sau, trước nhà ông có một người đàn ông đi đến. Ông ấy xin vào gặp lão. Dạo này, lão hiện ra thấy rõ. Vừa nhìn thấy người đàn ông lạ mặt tìm mình, lão liền hỏi. Ông là ai mà tìm tôi có chuyện gì? Tôi là Thanh, tôi làm cái nghề thầy bói. Hôm nay đi ngang qua làng này có việc. Thấy nhà ông quán khí bay khắp nơi, tang sự triền miên. Có phải nhà ông vừa mới có tang sự không? Ông Tào gật đầu. Đúng rồi. Ba đứa con của tôi mới chết đuối ở ngoài ao đầu làng đó. Cả làng này ai cũng biết mà. Ý tôi nói chính là sau khi con của anh chết, thì anh thường thấy chúng hiện về có đúng không? Con anh bị vong khác hại đó, không phải tự nhiên chúng chết đâu. Nếu mà không giải được tai kiếp này, thì nhà ông sẽ có tang chồng tang đó. Lão Tào nghe thầy Thanh nói vậy, liền tin tưởng giữ ông ấy lại giúp cho gia đình ông vượt qua cơn đại nạn này. Thầy Thanh muốn giải quyết chuyện này thì phải điều tra ngọn ngành cái chết của ba đứa. Tối đó, ông làm lễ gọi hồn ba đứa trẻ lên. Tuy nhiên khi chúng xuất hiện thì trên người chúng quần áo rách tả tơi, vết máu loang lổ khắp người. Vừa thấy cha mẹ, chúng đã khóc lóc than khổ than đói. Cùng lúc đó, cái vong của thằng Xuân hiện ra. Nó cầm cây roi quất tới tấp vào ba đứa kia. Thầy Thanh thấy vậy quát lên. Vong kia, ngươi từ đâu đến đây mà đánh đập vong khác hả? Trước mặt ta còn dám làm càn à? Thằng Xuân vẫn không ngừng tay mà đánh liên tiếp vào ba cái vong kia. Thầy Thanh rút ra một cây roi dâu. Ông đi đến ngay bên cạnh thằng Xuân quất cho nó một cái. Nó hét lên rồi biến mất. Thầy lại quát. Quay lại đây! Đột nhiên thằng Xuân đã xuất hiện ngay bên cạnh của ông. Thầy lại lấy roi quất thêm mấy cái vào người của nó. Nói! Tại sao làm hại người vô tội? Thằng Xuân vừa lăn dưới đất vừa cầu xin. Tại khi đó tôi đang đói, đi đến đây thấy bọn nó có bánh ăn, cho nên tôi xin bọn chúng. Tụi nó cố tình đá trái bưởi lăn ra giữa cái ao lạnh ngắt, rồi bắt tôi lội ra ngoài ao lấy cái bóng cho chúng. Cho nên khi tôi lội ra đó bị chuột rút vì lạnh rồi tôi chết chìm ở dưới đó luôn. Chúng nó không kêu người cứu tôi, còn đứng nhìn tôi chết rồi mới đi tìm người. Tôi muốn giết hết cả nhà nó trả mạng lại cho tôi.
Tụi nó là một lũ ác độc. Tôi làm gì có tội mà chúng thấy chết không cứu, còn cười trên nỗi đau người khác nữa. Có quyền, có tiền thì giỏi hả? Thằng Xuân nói tới đâu thì nó khóc tới đó. Vợ chồng của lão Tào nghe nó nói cũng đứng lặng người. Lão lúc này mới suy nghĩ ra bao năm nay lão đã chiều hư con. Lão cũng làm không ít việc ác. Có lẽ đây là báo ứng. Thầy Thanh kéo thằng Xuân đứng dậy. Tuy họ làm ác, nhưng người cũng không thể làm hại người vô tội được. Đó không thuận theo lẽ tự nhiên. Họ làm ác sẽ có người khác đối ác lại với họ. Chứ đâu phải làm ác là người có quyền giết hại người trần mắt thịt được. Người làm ác thì phải chịu tội. Thằng Xuân đột nhiên hét lên. Đôi mắt bỗng biến thành một nửa màu đỏ, một nửa thì bình thường. Giọng nói cũng lạnh lẽo hơn. Ai cản tôi đều phải chết. Các người đều phải chết. Các người không có ai tốt đẹp hết. Có ỷ, có tiền, có quyền ăn hiếp lũ dân nghèo tụi tôi. Quán khí của nó chợt toát ra, sức mạnh cũng chợt tăng lên thấy rõ. Âm khí quanh người dày đặc. Thầy Thanh biết nó sắp biến thành lệ quỷ. Nếu không nhanh chóng giải quyết thì hậu loạn vô cùng. Ông rạch tay mình lấy một chút máu, sau đó chấm mạnh vào trán của thằng Súng một dấu máu to. Tay bắt chú, miệng đọc lẩm nhẩm. Chỉ thấy nơi trán của thằng Súng có một vệt đỏ phát ra, kéo dài khắp khuôn mặt của nó. Quán khí quanh người của nó dần dần bị biến mất. Đôi mắt cũng trở lại trạng thái bình thường. Sau đó, ông kéo hồn nó bỏ vào một cái lọ sứ, rồi dùng một cái nút gỗ có khắc chữ dạng đậy lại. Coi như mọi chuyện đã giải quyết xong. Thầy Thanh rời đi. Cái bình sứ đó trước khi đi, ông dặn lão Tào là phải đào lỗ chôn thật sâu, tránh làm bể nó ra. Nếu không, hậu quả khôn lường. Thầy Thanh động lòng trắc ẩn nên mới tha cho nó. Nếu để nó đi đầu thai thì giới quán khí trên người nó sau khi xuống dưới cũng bị tra tấn cho hồn siêu phách lạc mà thôi. Thà rằng niêm phong nó lại, thời gian mài mòn đi quán khí của nó, khi đó nó đi đầu thai cũng không muộn. Thầy Thanh rời đi. Nhà của lão Tào chôn cái hũ sứ đó ở miếng đất hoang cách nhà khá xa. Hai vợ chồng của lão kể từ ngày đó bắt đầu làm từ thiện tích đức, góp công quả, giúp người ở trong làng và lân cận rất nhiều. Quay lại hiện tại, sau khi thằng Xuân nó kể lại chuyện quá khứ, thì thầy Toản nói, họ không may làm bể cái lọ sứ nhốt người, vậy mà ngươi nỡ lòng nào chia cắt âm dương vợ chồng họ. Ý tốt của cha ta năm đó đúng là sai lầm mà. Hôm nay sẽ đánh tan hồn phách của nhà ngươi, vĩnh viễn không siêu sinh. Thầy rút ra một lá bùa màu đen, bên trên vẽ một hình tia sét. Đang định ném lá bùa ra thì cô Hiền đột nhiên nói, thôi thầy à, tha cho nó đi, để nó ăn năn sám hối. Thầy Toản thấy vậy liền thu hồi lá bùa. Ông lấy ra một lá bùa màu vàng ném về phía thằng Xuân. Chui vào đó đi, phạt ngươi 10 năm lên chùa nghe kinh giảng đạo. Nếu sau 10 năm mà ngươi cải tà quy chánh, khi đó ta sẽ xem xét lại. Thằng Xuân biến mất trước khi lá bùa rơi xuống đất. Mọi chuyện coi như giải quyết xong. Quan hồn chú Thanh nhìn vợ triều mến, sau đó cúi người cảm ơn thầy Toản. Ông đốt một lá bùa rồi nói với chú Thanh, đi đầu thai đi, giờ này quỷ môn quan mở rồi, ta đã đốt giấy thông hành cho anh rồi đó. Chú Thanh nhìn vợ con lần cuối vẫy tay tạm biệt rồi biến mất. Giải quyết xong chuyện, thầy Toản thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay trong đêm, mặc cho cô Hiền có giữ lại. Kể từ ngày hôm đó, nhà cô Hiền không còn gặp chuyện gì nữa. Ba mẹ con vui vẻ sống với nhau. Chỉ tiếc rằng chú Thanh không còn sống để nhìn thấy hai đứa con trưởng thành.
quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Lọ Sứ Nhốt Vong. Đến đây, Lam Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Thanh Hùng rất nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi tập truyện. Xin hẹn gặp lại những video tiếp theo.